siêu du thuyền đi kèm với một cây cung có thể xuyên thủng băng trong nhiều thập kỷ. Kiến trúc sư Zaha Hadid đã nổi tiếng quốc tế với những tòa nhà mang tính bước ngoặt táo bạo, chẳng hạn như trung tâm Heydar Aliyev ở Azerbaijan và tòa nhà văn phòng Dominion ở Moscow. Tuy nhiên, điều ít được biết đến từ người đoạt giải Pritzker là một cấu trúc không dành cho đất liền. Một siêu du thuyền, làm việc với các nhà xây dựng người Đức Blom và Voss, thiết kế của Hadid là những gì người ta mong đợi từ những người thợ điêu luyện táo bạo, hữu cơ và nguyên bản. Vòng tròn độc đáo dài 420 feet, lớn nhất trong số các du thuyền, có khu vực quan sát dưới nước và mũi tàu có khả năng xuyên thủng lớp băng dày. Bên ngoài được tạo thành từ một loạt các rầm đỡ đan xen, tạo cho siêu du thuyền Hadid nét thanh lịch đơn giản. Nội thất màu trắng sạch sẽ được lấy cảm hứng từ dạng chất lỏng của đại dương. Siêu du thuyền vòng tròn độc đáo đi kèm với một hồ bơi được bảo vệ khỏi các yếu tố tự nhiên bởi boong. Phòng ngủ chính nhìn ra bể sục trên boong. Hadid cho biết trong một tuyên bố trước đó, là một vật thể năng động di chuyển trong môi trường năng động, thiết kế của du thuyền phải kết hợp các thông số bổ sung ngoài kiến trúc, tất cả đều trở nên khắc nghiệt hơn nhiều trên mặt nước. Mỗi du thuyền là một nền tảng được thiết kế tích hợp các nhu cầu về cấu trúc và thủy động lực học cụ thể cùng với mức độ thoải mái, chất lượng không gian và an toàn cao nhất. Hình tròn độc đáo phải ảnh hưởng đến diện mạo của con tàu 295 feet ra trái. Vẫn chưa biết liệu và khi nào những chiếc du thuyền do Hadid thiết kế sẽ được chế tạo. Những chiếc du thuyền đẹp nhất thế giới, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự quan tâm của các bạn đến chúng tôi. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.